Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Hôm nay ở clip bán hàng này, em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa siêu hot ở trên thị trường. Đây là mặt hoa của cây vàng đỏ xưa nha các cô chú anh chị. Mặt hoa của cây vàng đỏ xưa cực đỉnh nha các cô chú anh chị. Cực đỉnh. Nói chung là hiện nay thì ở cái mặt hàng mà thân thồng á, hàng va thì đã rớt giá thảm hại, rớt giá rất sâu. Còn ở bên cắt la da thì tương đối ổn định. Còn riêng cái bên Dendrochop này thì báo với các cô chú anh chị mình đang hot nhất là những cái cây mà vàng đỏ nghịch. Vàng đỏ nghịch thì cực kỳ hot, giá rất cao. Những cây cam lửa hay là vàng đỏ, mấy cây vàng đỏ nghịch nó có tên đó các cô chú anh chị, nó rất là giá rất là cao nha. Còn riêng đối với cái mặt hàng vàng đỏ xưa thì giá nó vẫn rất là bình dân. Để các cô chú anh chị mình sưu tầm một cái mặt hoa cực kỳ đẹp về nhà chăm sóc để sau này có hoa ngắm. Đây là hình ảnh một cái tác phẩm vàng đỏ xưa các cô chú anh chị, vàng đỏ xưa khoe sắc. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng là ở sau lưng khán đài A của sân vận động Long An. Mặt tiền đường Hùng Vương, cách bến xe Tân An là 200m. Rồi một cái vườn nhỏ nhỏ nữa ở đường Châu Văn 7, phường 7, thành phố Tân An, Long An. Còn cái ở sân vận động này ở thuộc phường 2 nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Thì cái số điện thoại này em có sử dụng Zalo. Thì cô chú anh chị nào mình muốn coi hình ảnh cây, gọi là chia sẻ trao đổi với em vấn đề các cái các cái câu chuyện về lan, cái gì cũng được. Cái nào em biết rồi em sẽ trả lời các cô chú anh chị mình nhanh gọn lẹ. Thì đây các cô chú anh chị, ở clip này thì em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là bốn cái hình cây thôi, bốn cái hình cây của vàng đỏ xưa, nhiều giá, ba giá. Nói chung là hình cây thì nó cũng siêu cute, rất dễ thương mà rất lực nha. Đầu tiên em giờ vô cái mã số 1 nè các cô chú anh chị, mã số 1 3600k. Thì cái này là nó chín sân các cô chú anh chị, hơn chín sân. Cây là bao phê nha các cô chú anh chị. Nói chung cái mã số nọ, cái mã số 1 nè, mã số 2 nè, đây là những cây trồng mới được vài ngày. Còn hai cái cây ở mã sau này là hai cây này là cây hai cây ấm chậu. Này mới trồng vài ngày thôi nha các cô chú anh chị. Bây giờ để em đo cái chiều dài của hai cái mầm cho các cô chú anh chị mình xem ha. Đây các cô chú anh chị, đây là cái mầm nè, cái mầm nhỏ là lực thiệt là lực luôn nè, là được là 4cm. 4 xăng nha. Ôi trời, lực ruột. 4 xăng. Còn cái mầm thân lớn nè. Cái thân lớn đó cô chú anh chị mình thấy nó 6 xăng rồi nè. Nhưng mà em chỉ tính là 5 xăng thôi. Nếu mà đo 6 xăng là nó chung chưa tới. 5 xăng thì nó lại dư. Coi như nó 9 xăng đó các cô chú anh chị. 9 xăng. Coi như cái này là em bán có như có 900.000. Ủa gì có 400.000 một xăng gì. 9 lần 4 36 đó. Nói chung giá này cũng rất là êm để các cô chú anh chị mình sưu tầm về chơi nha các cô chú anh chị. Quá đẹp, quá sang. Đây, những cái này thì nó nhỏ nhỏ vậy thì cứ là cô chú anh chị mình chuyển khoản là em bao ship cho các cô chú anh chị mình luôn. Thân rất lực, này là mầm gốc là còn nguyên zin hết nha các cô chú anh chị.
nó mới lên một mầm thôi, mầm ở đây là còn nguyên nè, à, nó chưa lên thôi. Mầm là bao phê luôn nha các cô chú anh chị, bao phê. Rồi, tiếp tục đây là mã số 2 nè. Mã số 2 3400k. 3400k, đây là một cái chậu cũng là chín xăng luôn nè, để em đo lại cho các cô chú anh chị mình xem nha. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Cái này trồng vài ngày thôi mà rễ nó đã xì xuống rồi nè. Đó. Ngon là nhà đào các cô chú anh chị. Đây, cái mầm già này là mầm lớn nè, mầm mẹ nè là được 5 xăng rồi nè. Đó, 5 xăng. 5 xăng. Còn cái mầm con. Đây, cái mầm con là 4 xăng là các cô chú anh chị. Mầm con là 4 xăng thì coi như cũng là 9 xăng. Nhưng mà 9 xăng đây. Đây cặp song sinh nè. Đó. Thì cái cây bên đây á nó hơi nhỏ hơn, nó hơi ốm hơn cái cây bên đây chút xíu. Nên là giá nó rẻ hơn. Thì bởi vậy á anh hai á thì 3.600, còn em ba thì 3.400 trên lệch nhau 200.000. Cái số xăng là bằng nhau nhưng mà cái độ mập nó mập mập ốm thì nó khác nhau xíu. Vàng đỏ xưa. Siêu hot nha các cô chú anh chị. Mặt hoa là siêu đỉnh, siêu đẹp. Đây, mã số 3 các cô chú anh chị. Mã số 3 2600k. Cái cọng này là hết mắt nè, hết mắt. À, này là bà ngoại nè, à, này mẹ nè, con nè. Cái này 5 xăng các cô chú anh chị. 5 xăng nha, cái thân mẹ nè. Cái thân mẹ nè, 5 xăng. Ó thân mẹ xin lỗi. Cái thân mẹ này là 3 xăng, cái mầm con là 2 xăng. Là là 5 xăng. Kệ ấm chậu siêu đẹp luôn các cô chú anh chị. 2600k nha. Cũng để cái thước vô cho các cô chú anh chị mình thấy cái. Nghe để hơi nghe nói không. Đây. Cái mầm mẹ là 3 xăng, còn mầm con là 2 xăng. Siêu đẹp nha các cô chú anh chị. Mã số 3. Mã số 4 các cô chú anh chị, mã số 4 nè. Cái mã số 4 này nó cũng có 3 thân nha, mã số 4. Mã số 4 này cũng 5 em chỉ đo 5 xăng thôi. 5 xăng là em đo cái mầm con nè. Cái thân mẹ nè, còn cái thân bà ngoại là không có đo. Nhưng mà cái thân bà ngoại này nè, thực chất ra cái thân bà ngoại này là nó còn một mắt nữa nè. Ruột nắng hả ta? Không thấy trơn à. Thôi mà ngoại già quá đừng quan tâm đó. Giờ quan tâm tới hai mầm con đi. Nè, cái mầm này đó, cái mầm mẹ nè. Cái mầm mẹ này là 1 xăng nè, cái mầm con là 4 xăng là 5 xăng. Ồ, cây là bao phê nha các cô chú anh chị. Thì tất nhiên cái mẹ này á là vẫn còn một mắt nữa nha các cô chú anh chị. Mẹ này vẫn còn một mắt nữa nha, chưa có lên nha, mới lên được có một mầm thôi. À, mã số 4 2600k. À, như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 4 cái hình cây của chớp vàng đỏ xưa. Xưa cái say hót mà mặt hoa thì siêu đẹp nha các cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào yêu thích mặt hoa này thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.